ba mình là Linh đây. Và sau siêu sleeper cậu bé ngu ngơ ngày hôm qua về Gold Boss, và hôm nay mình sẽ theo ý kiến của nhiều bạn là làm thêm một siêu sleeper nữa là Jerry Gaming. Con đầu to đã chết rồi nha. Rồi. Trời ơi, Linh chỉ nhử hàng thôi, tưởng sleeper mà không cận chiến được à? Một khẩu súng mà mình nghe thấy ngày trước thôi. Trời ơi, hai cận chiến ngon luôn bạn ạ. Ngày trước thấy Jerry rất hay cầm khẩu khẩu này, nhưng mà bây giờ dạo này mình thấy là ông ấy thích cầm khẩu 3Z hơn rồi. Và mình sẽ cho các bạn biết trong clip này, mình sẽ cho các bạn biết lý do mà Jerry đam mê cái khẩu này. Ok, đơn giản thôi, cái khẩu này tuy nó có một cái uy lực nó không được mạnh cho lắm, công nhận mình phải nói điều mà thật sự là nó không được mạnh, nhưng mà tuy nhiên là cái tốc độ snap của nó là nhanh, khá là nhanh, và cùng theo là cái độ chuẩn xác của nó cực kỳ là cao luôn. Vâng. Nhưng mà nó công nhận là có bạn muốn one hit one kill với khẩu AVKM Gold này thì cũng một điều rất là khó đấy. Ít ra ít nhất thì may mắn lắm thì cái khi các bạn tăng mắc cái lực ATK mà kiểu khi mà các bạn nó sắp được làm heo ấy. Đấy, tầm đấy thì may ra mới one hit one kill được. Đấy. Rồi. Bình thường về chắc phải 3 viên và đầu to chắc phải cả băng. Ô kìa. À. Núp, trời ơi, headshot luôn. Vế bạn ra đây. Ủa trời ơi, có đồ rồi ơi, mình có đồ á heo à. Khiếp, zom nó cả tấn. Cả tấn đi kia. Ủa trời ơi. Zom cả tấn đi kia mà không đồ hóa heo. Nhỏ thật chứ. Cái khẩu này nó mình thấy là cái số lượng đạn của nó khá là nhiều, và mà nói chung là mình thấy là nó cũng nhận là hơi phế thật. Bản thân bây giờ mình thấy nó rất là ít kill luôn. Nếu các bạn so sánh với Gold Boss hoặc là Diablo ấy, thực sự khẩu này nó cực kỳ là lép vế luôn đấy. Nhưng mà Jerry thích vì có nhận là cái kiểu rèn luyện cái khả năng snap ấy. Các bạn nên bắn súng nó hơi yếu một chút. Sau đó những cái khẩu khỏe on hit đang kill thì các bạn kiểu bắn xong các bạn sướng sung sướng quá. Kiểu một mục tiêu các bạn phải bắn nhiều lần ấy, thì chắc chắn là cái tầm cái khả năng bắn chuẩn xác của bạn nó phải nâng lên rất là nhiều lần luôn. Đấy, đây là cái lý do mà mình cảm thấy là khâm phục Jerry ở điểm này. Ủa. Trời ơi, sao làm vếu thế? Súng thì đã què quặt rồi. Mà vếu thì ghê. Vếu thì mà tràn ngập trước mặt này. Ôi! Thôi thôi, chết rồi, cuồng rồi. Bình tĩnh nào các bạn ơi. Rồi rồi rồi, đồng lắm các bạn ơi. Tí này mình cũng có thể đỏ heo đấy. Thế là may, nếu mà may mắn thì sẽ được hóa này. Ôi nhảy kia, trời ơi, hàng ngon. Nếu mà cầm sniper thì mình khuyên các bạn nên. Trời ơi, con vếu làm mù mắt rồi. Con vếu nó sexy xong rồi còn nó còn nhảy nữa. Trời ơi, mù mắt thật rồi. Đấy, sao đi đâu cũng thấy vếu này, khổ ấy. Sao cái kiếp của mình đã là suốt ngày bị chê của các bạn chê là gay mà đi đâu cũng gặp vếu này. Nói thật ra mình có gay đâu, mình không hiểu các bạn bảo mình gay để chuyện gì luôn. Rồi, tiếp tục cái khẩu này thì mình thấy là cái gì nhỉ? Thế này, cái đó, bắn khi các bạn bắn ấy, cái độ chắc tay của nó rất là cao luôn, cực kỳ là cao. Nhưng mà một tội là cái điểm của yếu của này nữa là tiền nó hơi to. Thì kiểu các bạn bắn một phát được cái đoàn cái kiểu đánh rắm động cỏ các bạn. Thì kiểu các bạn mời chúng nó đến thôi, súng thì yếu thì các bạn phải chấp nhận là nên cầm khẩu Python nhé. Đấy, nó khỏe thì các bạn có thể dễ chạy hơn một chút. Căn mà nó chạy hàm trong. Sao nó vếu đấy? Nào, con vếu đâu? Ra đây. Vếu đâu? Rồi nhá, cận chiến luôn này. Thấy ghét rồi đấy, Linh thấy ghét, Linh cận chiến đấy nhá, đừng có đùa vếu ạ. Linh cứng lắm đấy. Ô, chết rồi này. Đấy, rất hiếm khi cái trường hợp mà bắn một phát chết luôn. Đấy. Ôi, hai viên mà không thể nháy luôn các bạn. Súng khỏe vậy. Ôi, nói chung là muốn ăn kill khẩu này các bạn này nâng cái trình độ mình thật là level max luôn đi, bắn thật cực kỳ là chắc tay luôn. Rồi nào, ôi cầm khẩu này thì lại khỏe quá, một càng cận chiến cái khẩu mà yếu yếu một chút thì mình rất là thích cận chiến luôn, đặc biệt là vếu tại nó cứ bầu của mình thôi chứ thực ra mình cũng ghê lắm. Rồi lại không đồ hóa heo rồi, cái số khốn nạn vãi.
Nào ra đây. Ô. Phê không? Các bạn thấy phê chứ? Ôi chết luôn. Jerry ạ, tôi phải khâm phục của ông ở điểm là mỗi khi nói về ông thì tôi đen vãi cả lò luôn ấy, vãi cả lò đi. Đen vãi. Được mấy cơ hội làm heo thì tạch hết. Nhọ. Rồi, mình ngửi thấy mùi đây rồi. Ui. Ui xôi, hai viên. Bắn cực kỳ là thích luôn các bạn, rất là thích khẩu này. Ui. Tuy không có cái khả năng mà ăn được nhiều kill nhưng mà mình cũng nhận là cái khẩu này kiểu như cái kiểu dáng của nó nhìn rất là ngu người. Các bạn có thể cái nòng súng của nó ấy. Nhìn như que tăm ấy. Thật là bắn yếu nó phải. Rồi, mình sẽ lừa tình thằng này. Rồi nhá, trúng rồi nhá. Trúng rồi nhá. Ơ à! À! Hai viên bi thôn, một viên AVKM mà cận chiến phải 3 phát. Các bạn cái này mình khuyên là nên tốt nhất là khi nếu mà ham cận chiến thì nên là bắn nó nhiều nhiều một chút chứ đừng có ham quá, phát đấy mình mất huyết thanh ngu người đấy. Nhưng mà vấn đề của cận chiến là cũng ok rồi. Ở đâu ấy rồi? Linh đến đây. Trời ơi, cái này phải rũi thẳng một đít nó mấy ta là mấy ta chết. Một phát chết. Đây, đừng. Đây. What the hell? À, thế mà vẫn thằng là Infinity nó bắn mấy viên mà chết luôn nhá. Mày đấy. Rồi nó ăn mất cận chiến của mình. Bây giờ thì mình không thể cản được cận chiến của nó, cay thật. Rồi. Mà nó bị hóa giòn rồi các bạn. Bắn phê nhỉ, bắn thực kỳ thích luôn. Ừ, các bạn nhớ like, share và góp ý cho mình. Và muốn nói về cái tay sniper nào nữa anh mình đã làm về à. Nào ra đây. Nào khố máu nào. Quẩy lên. À quên mất. Quên mất là mình bị mất huyết thanh từ trước rồi. Cay. Lên nó bắn nó đi. Ừ, không sao, cái này thì nói chung mình chơi vui vui là chính thôi. Cứ các bạn phải công nhận một điều là những cái khả năng bắt sniper của mình sau mấy clip có vẻ nó lên hẳn đúng không nhá. Ủa đâu đây. Ờ nhưng mà không bị hóa giòn đâu nhá, may phết đấy, đùa. Đâu đây. Ủa bạn đi. Ơ ơ đầu nhỏ kia, đầu nhỏ. Ơ không chết được, trời ơi. Phải để tí nữa thì bị thằng con vế ở trên tường là nó ăn mất. Mình cứ tưởng là một phát chết rồi nó đếch thần chết. Bắt đầu thấy nhỏ ở đấy, nhìn thấy mùi nhỏ ở đâu đây rồi đấy. Ui. Con đồ to này mình ngại bắn con đồ to này vãi luôn. Ui, bắn cũng không được 100 đao luôn. Rồi, này mày thấy chưa? Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn nha. Vừa đây nó ăn mất cận chiến của mình thì bây giờ mình trả thù luôn, mình đếch cho nó ăn. Cay chưa? Ui, một phát trúng mông này. Ok. Nó kia. Đằng sau kia véo. Ui, đằng sau mà nói mà không nghe mình bảo kê. Mình có tinh thần rất là bảo kê đồng đội luôn nhé. Rồi, nó chết bắt đầu. Boom. Nào. Trời ơi. Khô máu luôn này. Khô máu luôn. Rồi. Cái dìu mình bổ 3 bước phát nó không chết. Mà các bạn có thể thấy mình cái khả năng căn đam hay không? Mình căn được cái con đồ nhỏ kia nó chạy lên quả bom mình nhá. Là một phát rồi này. Xong mình bắn thêm một viên AVKM nữa, một phát cận chiến nữa. Chết luôn. Mỗi tuần là phát thứ hai mà nó không hiểu sao mà máu nó dày vậy. Nó còn lại máu trâu. Chết á. À đâu rồi? À ừ, mình cao rồi. Mình không thấy hiện hình lên nhiễm, cứ tưởng là bị két. Đời ơi, có con... Heo kia. Thông đít heo nào. Quả lên. Ui, nó chém phát trên rồi. À, trời ơi, may vãi. Cao vơ vơ, cao vu vơ, chết luôn. Về là top rồi. Đéo khâu này cũng không nghĩ là mấy được mấy ván là top ấy. Mới lên nha. Yeah, có nhau bạn. Dead. Các bạn biết vì sao mà mỗi khi mà mình chơi mà các bạn nhiều khi các bạn hỏi là Nguyễn Linh à, mình thường hay không trả lời không? Cái một phần lớn là do mình
kiểu như lúc đấy mình có thể là hơi kiểu tập trung chơi ấy đấy. Và hóa đâu to rồi. Ok, có khi clip mình sẽ tạm dừng ở đây, các bạn nhớ góp ý like xem xong rồi của mình nha. Bye.